xin được hân hoan đồng nhiệt chào mừng toàn thể các anh chị đã cùng trở về tham dự buổi tiệc để chúc mừng cho kỷ niệm 7 năm ngày thành lập đội bóng và chúc mừng sinh nhật cho quý 1, quý 2 năm 2024. Lời đầu tiên cho phép Thạch Trung xin được thay mặt cho câu lạc bộ xin được cảm ơn những tình cảm yêu mến của tất cả các anh các chị chúng ta đã cùng trở về tham dự và xin được chúc cho các quý vị khách quý cũng như đại gia đình FC Gà Son của chúng ta ngày hôm nay sẽ có một buổi tối thật tươi vui và tràn đầy hạnh phúc. 7 năm trôi qua cũng là một quãng thời gian dài đối với một đội bóng. Và bây giờ thì cho phép Thạch Trung xin mời tất cả các quý vị khách quý cùng với đại gia đình FC Gà Son hãy nhìn lại những hình ảnh thật đẹp trong quá trình tham gia bộ môn bóng đá thể thao. Và xin mời quý vị chúng ta cùng hướng về màn hình để đón xem đoạn clip nhé. Đây là cầu Hàm Rồng lịch sử. Lần đấy rất vui vẻ, nhưng mà đặc biệt đấy là tôi vẫn birthday happy birthday to you. Một đồn lỗ, hai lỗ rồi, ba đồn lỗ, bốn lỗ rồi, năm đồn lỗ, sáu lỗ rồi, bảy đồn lỗ, tám lỗ rồi, chín đồn lỗ, mười đồn lỗ, chín đồn lỗ. Bao năm là đội trưởng luôn.